Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thiện tất cả các đối tượng vật liệu còn lại ở video này. Ở đây tôi thấy rằng cái kính của chúng ta nó chưa được có màu đẹp lắm. Các bạn nhấn phím M lên. Các bạn chọn về view 1. Và xem kính của chúng ta ở đâu. Ở đây kính ở view 2. Các bạn nhấp đúp vào kính này. Nên chọn nó có cái màu. Các bạn nên chọn cho nó có một cái màu đậm hơn một chút, đẹp hơn. Và cường độ đây tôi cho 0.3. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau khoanh vùng và test render lại phần kính này. Tôi thấy kính đục tương đối đẹp rồi. Scan ra luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ốp vật liệu cho ghế này, mặt nước. Và chúng ta cùng nhau hoàn thiện. Tôi tắt đi. Chúng ta chọn ghế. Control chọn thêm. Tương tự vật liệu này, tôi kéo gỗ. Chip kéo ra ngoài. Ví dụ như tôi đặt tên ghế. Nhấp đúp vào đây. Chúng ta luôn luôn phải lợi dụng đường dẫn cho nhanh. Tôi đồng ý bấm vào đây, hiển thị nó lên và gắn luôn. Bởi vì chúng ta đã chọn trước rồi mà. Ghế chúng ta map đang quá lớn. Các bạn qua modify, bấm vào đây, chọn thêm U. U về kết map. Các bạn nhấn PZ để zoom gần. Các bạn có thể dò từ trên xuống và chắc chắn box là cái đúng nhất. Tôi tăng giảm U thai beta, giả sử như 3. Tab 3. 3 tôi thấy rằng còn rất lớn. Chúng ta cho 5. Vậy là đẹp rồi. Chúng ta có thể ốp thêm gỗ cho phần này nữa. Các bạn nhấn M lên. Kéo này qua. Shift. Bỏ phần boom này đi. Nhấn đúp đây. Tôi chọn gỗ này. Và gắn trực tiếp vào. Rất đẹp phải các bạn. Ngoài ra chúng ta nên ốp cái phần thảm này nữa. Ngoài ra chúng ta nên ốp cái phần vải này. Chúng ta chọn vải. Tôi kéo trực tiếp từ đây qua. Nhấn đúp vào. Một lần. Tôi giữ shift kéo xuống. Kết nối với phần boom. Và chúng ta chọn đối tượng boom của thảm. Ở đây chúng ta không dùng độ bóng bởi vì vải không có thành phần bóng. Một. Đối tượng này cho về màu đen. Ok. Và chúng ta gắn vào. Vậy là xong. Rất nhanh phải các bạn. Tôi nhấn C trên bàn phím. Chuột phải vào. Chúng ta cùng nhau test thử cái phần này. Test này chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Rất đẹp rồi. Giờ tôi tắt đi. Chúng ta cùng nhau hoàn thiện vật liệu cuối cùng ở đây là vật liệu nước. Các bạn nhấn M lên. Chúng ta cùng nhau làm nước. Kéo các VRMTL ra. Chuột phải vào. Nước. Enter. Gõ ở đây phím về kép. Chúng ta chọn một cái họa đồ tên là Wave sóng. Và kết nối vào phần boom. Các bạn nhấp đúp vào họa đồ Wave. Chúng ta hiệu chỉnh một vài thông số như sau. Ở phần Wave Set chọn 34. Phần Wave Length các bạn gõ 21. Các bạn có thể gõ một vài thông số khác hoặc là dò để ra thông số của bạn. Còn tôi sẽ gõ thông số của tôi. Ở đây chúng ta gõ 960. Và Wave Min chúng ta gõ 9.7. Enter. Bây giờ nước chúng ta cùng nhau hiệu chỉnh tiếp thông số ở cái vật liệu chính này. Nhấp đúp vào. Refresh chúng ta kéo cao hay cỡ. Ok. Refresh cũng làm như vậy. Ok. Và chúng ta bấm vào Apex Shader để ánh sáng nó xuyên qua mặt nước. Và hệ số phản xạ ở đây bằng 1.4 thôi các bạn. Enter. Đã chọn đối tượng này. Highlight lên. Các bạn thấy nước đã hiển thị đây rồi này. Chúng ta cùng nhau ốp vật liệu nước vào. Chọn mặt nước. Chọn đối tượng hiển thị và gắn vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử xem. Nước đã ổn hay chưa. Chúng ta kéo chọn. Cũng tương đối đẹp rồi các bạn. Nhưng nước ở đây ví dụ tôi muốn có màu xanh đẹp hơn. Thì chúng ta làm như sau. Các bạn tạm thời tắt đi. Nhấn mở lên. Chúng ta kéo bỏng vật liệu này. Nhấp đúp vào nó. Ở phần này chúng ta chọn Fog Color và chọn màu nước. Ví dụ tôi chọn màu nghiêng xanh. Ok. Và Fog Multi tôi chọn 0.5. Chúng ta sẽ cùng nhau test lại.
cũng tương đối hơn rồi, nhưng mà chưa đạt màu xanh như tôi mong muốn. Tôi sẽ làm như sau. Các bạn nhấn mở lên. Chúng ta chọn một màu xanh hơn nữa. Ví dụ tôi chọn màu xanh như này. Cao lên. Như vậy đây. Ok. Và chúng ta render lại tiếp. Tôi thấy tương đối rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hoàn thiện cái rèm này. Cái rèm này tôi muốn ốp gỗ hoặc là màu nâu. Tôi chọn đối tượng này. Các bạn nhấn mở lên. Nhanh nhất tôi sẽ ốp cái màu đỏ để phản xạ. Tạo cái rèm này. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn phím này. Bây giờ các bạn cũng chuột phải ở màn hình. Chọn V-Ray VFB. Bỏ này đi và chúng ta test lại tất cả đối tượng. Đã rất đẹp rồi phải không các bạn? Ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay thế bầu trời và thông số kết xuất ảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập để xuất một tấm hình cuối cùng.